Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ sáu ngày 5 tháng 8 năm 2022, chúc quý vị một ngày thứ sáu an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Ba nội dung nhưng mà nó dính tới bốn quốc gia. Chủ tịch Hạ viện Mỹ, người đứng thứ ba quyền lực trong đất nước Mỹ, 82 tuổi đã vượt qua cái lằn ranh đỏ mà do Trung Cộng đặt ra. Vậy thì ai sẽ là nạn nhân trong cái vụ này? Nội dung thứ hai liên quan tới chú Putin sẽ không bao giờ thắng. Tại vì sao? Tổng thư ký NATO đã quyết định sẽ không bao giờ để cho chú Putin thắng cái cuộc chiến này. Và cái nội dung thứ ba nó liên quan tới cái chuyện Trung Cộng đã phóng ra rầm rộ quả tiễn tên lửa và đã trúng mục tiêu, mục đích Đài Loan Lâm Nguyên. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, một cái thông tin rất là mừng cho cả đất nước Ukraine nhưng lại buồn cho chú Putin, đó là chú Putin không được phép thắng trong cái trận chiến này. Và đã có người lên tiếng tuyên bố là không cho phép chú Putin thắng trong cái trận chiến này. Vậy người đó là ai? Và người này tại sao có cái quyền lực, có cái power đến mức độ mà không cho phép chú Putin thắng? Đó là Tổng thư ký NATO. Ông này tên là Jens Stoltenberg. Vào ngày hôm qua, ông ta tuyên bố như thế này: những gì đang xảy ra tại Ukraine thật là khủng khiếp, nhưng nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu chiến tranh xảy ra giữa Nga và NATO. Rồi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái cuộc chiến tại Ukraine là một cái tình huống nguy hiểm nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Chúng tôi đang quan tâm một cái chuyện như thế này. Đây, ông ta nói là cái chính sách gây hấn, hung bạo, xâm lược của chú Putin sẽ không được phép thành công và không được phép thắng trong cái trận chiến này. Tại vì sao? Tổng thư ký NATO nói, hiện tại bây giờ chú Putin, chú đang tấn công vào cái trật tự của thế giới hiện đại, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chú tấn công vào hai chữ tự do dân chủ của loài người. Cho nên cả khối NATO, cả các đồng minh NATO, cả luôn những đồng minh tại châu Á cũng sẽ không bao giờ ngồi yên để cho chú Putin thắng. Tại vì nếu mà chú Putin thắng sẽ làm ảnh hưởng cả nhân loại. Rồi, đó là điều thứ nhất. Trong suốt thời gian vừa qua, quý vị thấy đó, hơn 4 tháng trời thì bắt đầu quân đội Ukraine mới sử dụng vũ khí tân tiến của phương Tây. Vì sao? Tại vì trong suốt thời gian vừa qua, NATO đã huấn luyện cho quân đội Ukraine biết để sử dụng những cái vũ khí tân tiến. Tại vì hơn 4 tháng đầu tiên thì quân đội Ukraine chỉ có sử dụng những cái vũ khí thời Liên Xô cũ. Tại vì họ cần thời gian để được chỉ dẫn, để được chỉ này chỉ nọ và huấn luyện để sử dụng những cái vũ khí tân tiến. Cho nên trong suốt mấy ngày vừa qua, họ đã bắt đầu sử dụng vũ khí tân tiến của Mỹ và NATO. Và họ đã thụt sâu vào cái hang ổ của chú Putin, đã cắt đứt những cái đường viện trợ, đã tách rời đất liền và coi như hòn đảo Crimea. Vậy nên nó làm cho chú Putin thiệt hại nặng nề. Và cho đến ngày hôm qua, chú la làng lên là ok, tôi sẵn sàng ngồi xuống để thỏa thuận một cái hòa bình. Nhưng kiểu thỏa thuận như chú vậy không ai dám thỏa thuận. Tại vì chú ngồi trên đầu cha người ta, chú biểu là dù ngồi đó nghe và ký vào cái văn bản là ok thôi, chứ ngoài ra chú không được đưa ra điều kiện gì hết. Tất cả điều kiện tôi đưa ra chú phải nghe theo. Cho nên dĩ nhiên Tổng thống Zelensky sẽ không bao giờ chịu. Tại vì trải qua suốt 6 tháng trời, cái cuộc chiến này nó bắt đầu bước vào tháng thứ 6 rồi, Tổng thống Zelensky cũng như người dân Ukraine đã chiến đấu tới giờ phút này rồi. Họ không bao giờ nhường lãnh thổ cũng như là chịu thua đâu. Và đây cũng là một cái thông tin buồn cho chú Putin, là NATO, Mỹ và các đồng minh họ đã rầm rộ huấn luyện quân đội Ukraine trong suốt thời gian vừa qua, và bây giờ thì tới lúc họ bung ra. Và những người
quân đội của Ukraine sẽ trở lại chiến trường để mà sử dụng vũ khí hiện đại. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã vượt lằn ranh đỏ của Trung Cộng tự đặt ra. Quý vị nghe kỹ nha, Trung Cộng tự đặt ra cái lằn ranh đỏ. Vậy thì sau khi Chủ tịch vượt qua cái lằn ranh này, ai sẽ là nạn nhân, ai sẽ lãnh hậu quả? Mời quý vị nghe nhé. Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, 82 tuổi, một quan chức cấp cao đứng hàng thứ ba của chính quyền Mỹ, đã vượt qua cái lằn ranh đỏ của Trung Cộng tự đặt ra? Rồi, thì theo như các nhà phân tích cho biết, thật sự thì trước chuyến đi và sau chuyến đi, Trung Cộng rầm rộ, hù dọa, cảnh báo, đem cả cái chuyện bắn rơi máy bay của Chủ tịch ra nói luôn. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Trung Cộng không có dám đụng vào cái cộng lông hay móng tay, móng chân gì của đất nước Mỹ. Dĩ nhiên rồi, chú tập chú khôn lắm, chú không bao giờ lấy trứng chọi vào đá. Nhưng chú sẽ giận cá chém thớt, chú sẽ bắt đầu quánh cái thằng nhỏ. Đó là ai? Đài Loan sẽ là nạn nhân, Đài Loan sẽ là người bị lãnh hậu quả. Thì trong suốt 24 tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị thấy đó, Trung Cộng đã tung ra những cái đòn trừng phạt kinh tế rầm rộ. Chưa hết đâu, Trung Cộng còn bao vây Đài Loan bằng cách là tập trận rầm rộ 6 nơi và bắn đạn thật, cả luôn quả tiễn tên lửa rầm rộ vào cái không phận của Đài Loan. Chỉ còn có mười mấy mai nữa thôi là đã lọt vào Đài Loan rồi, những cái tên lửa của Trung Cộng á. Và đây là một cái cuộc tập trận mà chưa bao giờ có 20 năm vừa qua. Và Trung Cộng tuyên bố như thế này, là những tên lửa của tụi tôi đã bắn trúng mục tiêu rồi, và bây giờ thì tụi tôi chưa có muốn bắn vào Đài Loan thôi. Chứ thật sự nếu tụi tôi muốn bắn vào Đài Loan thì thôi, không còn gì để mà bàn. Thì vào ngày hôm qua, trong một cái tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Cộng khẳng định là những cái cuộc tập trận này là nhắm vào cái chuyện cảnh cáo Mỹ và cảnh cáo Đài Loan. Và quân đội Trung Cộng tuyên bố là các tên lửa được phóng thử đã bắn trúng mục tiêu. May mắn quá là nó cách Đài Loan chỉ có mười mấy mao thôi đó quý vị nha. Đây là một cái cuộc tập trận mà chưa bao giờ có trong tiền lệ. Vì đây là cái chuyện mà Trung Cộng muốn cho Mỹ và Đài Loan biết là Trung Cộng sẵn sàng quánh nhau. Thì trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, quân đội Đài Loan đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và báo động đỏ. Cái còi báo động nó vang lên rầm rộ xung quanh hòn đảo Đài Loan. Tại vì sao? Bên ngoài hòn đảo đã có rất là nhiều súng đạn nó bay dèo dèo, tên lửa nó bay dèo dèo, nó cách hòn đảo Đài Loan chỉ có mười mấy mao thôi à. Và thứ điều nó dính qua bên phía Nhật luôn rồi. Trung Cộng bắn những cái quả tiễn tên lửa, nó rớt nhằm chính giữa Nhật và Đài Loan. Nguy hiểm quá quý vị ơi. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ sáu, tôi được cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Đài Loan, Ukraine. Tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình. Bên cạnh đó thì tôi xin thông báo tôi có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston, chia sẻ về nhà cửa, cuộc sống người Việt ở Mỹ, ở Houston, thức ăn, phong cảnh, công ăn việc làm. Xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Và nếu thấy hay, thấy hữu ích thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ tôi này bằng cách là bấm luôn cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông thứ hai của channel thứ hai để ủng hộ tinh thần cho tôi này nha. Have a good day. Bye bye.